Thật ra nó có rất là nhiều lựa chọn để mình lên một cái chương trình tập. Mà còn nói về cái việc nó phù hợp hay không á, nó còn phụ thuộc vào thời gian họ bỏ ra, cái khả năng họ đầu tư vào cái việc tập luyện của họ nữa. Có thể và cái năng lực của họ, giống như là có thể đối với em thì tập high intensity interval thì được, còn đối với họ thì chưa được chẳng hạn. Thì có rất là nhiều lựa chọn. Thì tổng hợp của cái chương trình mình đang học á, thì họ sẽ giải thích và đưa cho chúng ta tất cả các công cụ và giải thích nó liên quan đến cơ thể như thế nào. Còn cái cách lựa như thế nào á là mình sẽ là người đưa ra quyết định. Tùy theo từng cái case cụ thể. Rồi bây giờ trả lời câu của Ly trước ha. Câu của Ly là mấy bạn mà giảm béo á, tập hypertrophy được không? Câu trả lời là được và không. Được ở chỗ nào? Tại vì được ở đây là họ sẽ cần tăng cơ. Và cần tăng cơ làm gì? Để tăng cường cái metabolism, chuyển hóa nhiều hơn. Cơ thể càng nhiều cơ thì phải càng tốn nhiều năng lượng để nó nuôi cái cơ đó, thì sẽ giúp các bạn đốt được mỡ, đốt được năng lượng tốt hơn, đốt được năng lượng tốt hơn. Nhưng đối với tập mà hypertrophy á, nó bị khuyết điểm là nó sẽ tăng kích thước cơ cũng như tăng cái trọng lượng, tăng cái trọng lượng lên ha, sẽ làm cho mấy bạn béo cảm thấy lâu xuống, lâu giảm béo. Nên đối với anh á, nếu mà gặp người béo á, thì mình có thể tập stabilization tùy theo mức độ ha. Ví dụ người chưa biết gì thì sẽ tập stabilization và strength endurance liên tục theo một cái circuit training đơn giản cho họ, được chưa? Theo một circuit training đơn giản thì cứ một bài liên tục, một bài, có thể thực hiện 5 đến 7 bài, sau đó cho họ nghỉ một khoảng 1 phút và quay lại tiếp. Tại vì các bài ở cái mức độ stabilization nó khá là đơn giản nên họ không cần nghỉ giữa những bài đó, và cái việc thực hiện liên tục như vậy á, circuit training á, thì nó cũng giúp họ đốt calo, được chưa? Còn nếu mà họ đã tập có một cái nền tảng cũng ok đó, thì chúng ta có thể cho họ tập strength kết hợp với cardio, hoặc là strength không cũng được và kết hợp ăn kiêng. Tại vì sao? Tại vì khi tập strength á, họ sẽ dần tăng được cái sức mạnh mà nó không phì đại sợi cơ. Hypertrophy là tăng cái mức phì đại sợi cơ. Đây là cái hình mà mình hay mở cho mấy bạn coi. Đây, hình kinh điển ha. Hypertrophy. Một đây là sợi cơ bình thường, muscle bình thường. Ở trong cái sợi cơ bình thường này á, nó có bốn sợi nhỏ. Bốn sợi nhỏ này nó là sợi cơ thường. Nếu chúng ta tập hypertrophy á, thì hypertrophy là sao? Là tập mức tạ nhẹ nè, nhẹ đến vừa phải nè, số rep cao, số set ít, y như kiểu tập thể hình. Ok, có gì Ly coi lại sau cũng được ha, để giải thích câu của Ly. Rồi, số rep cao số rep cao và số set ít cũng như thời gian nghỉ ít, đó y chang như tập thể hình. Ở đây số rep cao là nhiêu? 10, 12, hoặc 12, 15. Số set 3, 5, 3, 4 gì đó. Rồi. Và thời gian nghỉ khoảng 1 phút. Thì nó làm cái gì? Nó sẽ tăng được cái chất của cái sợi cơ nè. Tăng chất tế bào. Tăng những cái dung dịch ở trong cái tế bào đó, làm cho tăng cái kích thước sợi cơ lên. Nhưng mà nó lại không giúp phát lực nhiều hơn. Mà không phát lực nhiều hơn dẫn đến chuyện gì, là họ không nâng được mức tạ nhiều hơn mà nó chỉ tăng được có kích thước thôi. Vậy chúng ta nên kết hợp tập strength nhiều hơn. Nếu nó có tăng về cái mặt kích thước á, thì đây cũng là kích thước của cái số sợi cơ tăng lên như này, thì họ nâng được mức tạ nhiều hơn, sẽ giúp cho họ giảm cân, đốt năng lượng nhiều hơn. Ở đây mình gọi chung là đốt năng lượng ha. Tại vì cái việc giảm cân nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, ăn kiêng. Nói chung là để giảm được cân nặng á, phải bảo đảm được cái việc calorie deficit, calo in, bé hơn calo out, bằng hai cách. Một là ăn ít lại,
nạp vô ít thôi. Còn hai là tăng cái đi ra ngoài nhiều lên. Thì cái việc tập strength này á đang là đang cố đẩy cái mức mà đi ra ngoài calo out á tăng cao lên so với cái việc tập hypertrophy. Được chưa? Đó, thì hoặc chúng ta có thể làm theo cách thứ ba là vừa giảm cái đầu đầu vô và vừa tăng cái đầu ra luôn thì càng tốt. Vậy thôi. Đó thì theo câu hỏi của Hạnh á thì do cái sợi cơ mình nó là như vậy. Và tùy theo cái sở thích của người tập luyện nữa, nên chúng ta có thể cho họ vừa tập tạ vừa tập cardio không phải là vấn đề duy nhất chúng ta cần để ý ở đây là họ có thoải mái, có hứng thú cái việc tập luyện đó hay không. Và mình sẽ giải thích cho họ là tùy cái mức độ mà họ tham gia cái việc tập luyện đó nhiều hay ít, tần suất tập luyện như thế nào, mức tạ họ tập luyện như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cơ thể họ như thế nào. Chứ mình không thể nói được là chị tin nên tập cái này không tập cái kia. Tại vì nếu bây giờ họ tập nhiều buổi đi, tập 6 buổi một tuần hoặc 5 buổi một tuần, vừa tập tạ vừa tập cardio, nhưng mà họ tập cái nào cũng nặng hết thì nguy cơ gì? Nguy cơ họ bị stress cơ thể. Nguy cơ stress cơ thể thì dẫn đến gì? Chấn thương, phục hồi không đủ. Được chưa? Còn nếu họ tập nhiều thứ như vậy nhưng mà intent họ không đủ, thì ngược lại, intent không đủ thì vẫn mang tiếng là tập nhiều, đúng không? Vẫn mang tiếng là ngày nào cũng đến phòng gym, nhưng mà nâng tạ thì nâng không được nhiều. Rồi cả tập cardio cũng theo cái cường độ không đủ cao thì cũng không có kết quả gì. Hoặc là kết quả rất là chậm. Nên thay vào đó, nên phối hợp tập luyện cardio, tạ và thời gian nghỉ ngơi làm sao đó cho nó phù hợp với từng đối tượng cộng với công việc của họ, cho đừng có bị stress và vẫn duy trì được cái thói quen tập luyện. Ok không Hạnh? Được không? Ok anh ơi, ok. Đó thì đó là ý kiến của mình về hai câu hỏi đó. Rồi, chúng ta sẽ đi đến tempo. Tempo, ở đây chúng ta sẽ để ý những con số này ha. Ví dụ muscle endurance 421 nè. Rồi hypertrophy là 202 nè. Rồi, ok. 421 này là gì? Còn 202 là gì? Thì ở đây người ta cũng giải thích luôn rồi. 421 thì là 4 giây eccentric. 4 giây eccentric giống hồi nãy mình lấy ví dụ squat á, thì chúng ta squat xuống là cơ đang duỗi ra. Khi mình đang đi xuống là cơ duỗi ra thì thực hiện 4 giây. Rồi giữ ở vị trí thấp nhất 2 giây isometric và đạp đứng lên 1 giây là concentric. Thì cái này tập luyện endurance và stabilization. 421. Thật ra nó còn một, có thể ghi thêm một con số đây nữa, ví dụ như là 4212. Tại vì sao? Tại vì cái động tác nó có điểm trên cùng và điểm dưới cùng, đúng không? Thì cái điểm squat dưới cùng cũng giữ là mình ghi đây 2 giây, nhưng ở đây người ta lược bỏ cái điểm trên cùng rồi. Còn nếu mình ghi thêm cái điểm trên cùng nữa thì có thể mình ghi 1 hoặc 2 giây nữa, tức là người ta, cái người đọc sẽ phải hiểu là squat xong đứng lên giữ lại 2 giây hoặc là 1 giây rồi mới được xuống nữa. Còn nếu mình không ghi thì lúc đứng ở trên đó họ muốn đứng lâu bao lâu thì tùy họ, được chưa? Rồi. Hypertrophy thì là 202. Thì chúng ta có thể thấy 202 ở đây là cố duy trì cái tốc độ thực hiện cái chuyển động nhanh hơn để thực hiện được số rep nó cao hơn trong thời gian ngắn. Chưa? Giống như ví dụ chúng ta tập mức tạ squat nhẹ hơn hoặc là chúng ta tập bicep curl thì chúng ta có thể thấy là cái chuyển động chúng ta dễ dàng hơn và nhanh hơn. Nó cũng tự động nó phù hợp với mức tempo này. Rồi, về cái maximal strength á. Maximal strength thì yêu cầu chúng ta thực hiện có thể nhanh explosive tempo nhưng mà phải điều khiển được cái tốc độ đó. Nhưng mà có hai kiểu, một á là nhanh explosive và kiểm soát trong cái mức độ an toàn. Còn hai á là cũng chúng ta có thể thực hiện chậm. Thực hiện chậm này ví dụ như mình nếu mà tập muốn tăng
về cái việc kiểm soát của hệ thần kinh nó tốt hơn để thực hiện mức tạ lớn á, đặc biệt là những bài như những buổi như là tập 6 x 3 hoặc là 5 x 5 chẳng hạn. Mục tiêu đang là liên kết thần kinh, thì khi squat xuống giữ ở đó 3 giây hoặc 5 giây, cái chỗ mà isometric á, giữ ở đó 3 giây 5 giây, các bạn sẽ thấy nó sẽ kích hoạt hệ thần kinh hơn rất là nhiều so với là xuống cái rồi đi lên liền. Và cái việc thực hiện động tác chậm lại như vậy á, nó cũng sẽ làm tăng cái intent lên. Tăng cái intent có nghĩa là sao? Tức là khi mình ghi cái tempo này chậm lại á, thì mình phải giảm mức tạ lại, chứ mình không thể giữ được cái mức tạ mà bình thường mình đang tập với tốc độ bình thường mà đi chậm lại, được chưa? Như vậy nó sẽ không phù hợp, tại vì khi chúng ta thực hiện động tác với vận tốc chậm lại á, có kiểm soát á, nó sẽ làm cho động tác nó khó hơn, cần thực hiện về motor unit nhiều hơn, nên mức tạ nên được giảm xuống khoảng 10% thì sẽ ok, sẽ kiểm soát được. Và đó là những cái tempo này cũng là một trong những biến số để chúng ta có thể hiểu là cơ thể có đang tăng tiến dần hay không. Ví dụ như hôm nay mình squat 50 kg, 50 kg được 3 cái, 5 cái đi, 50 kg 5 cái, rồi tập 1 tháng sau vẫn là 50 kg, cũng là 5 cái luôn, cũng là nhiêu đó set luôn, nhưng nó khác cái gì? Nó khác là mỗi một rep xuống á, mình giữ lại được lâu hơn. Cái đó cũng là tiến bộ. Mình phải, ví dụ mình lên một chương trình tập, khách hỏi giờ sao mà tập hoài thấy đứng mức tạ rồi, nhưng mà cái đứng mức tạ này đang ở trong cái chiến lược của mình, là mình đang tăng dần cái mức độ kiểm soát của hệ thần kinh. Biết là họ không tăng mức tạ ngay lúc này, nhưng mà họ đã có thể giữ được cái tốc độ tập và cái isometric ở cái điểm dưới đó, nó lâu hơn so với bình thường cùng với mức tạ đó. Thì điều đó nói lên điều gì? Nói lên là nếu bây giờ có tăng tạ lên đó, thì người đó vẫn tập được, được không? Thì đây nên mới nói đây là những biến số thay đổi trong một chương trình tập, để có lúc thì mình sẽ tăng set, có lúc thì mình sẽ tăng rep, có lúc thì mình sẽ tăng giảm tempo gì đó cho nó phù hợp. Rồi, đối với tập power thì power là nhanh và bùng nổ, chỉ nhanh và bùng nổ thôi. Rồi, OPT model. Trong OPT model, họ nhấn mạnh về temporal structure bằng việc ở đây lúc mà mình giảm tốc độ thực hiện động tác á, của cái tempo á, mình không có giảm ở lúc mà mình concentric ha, mà mình sẽ tập trung vào nhấn mạnh ở đây nè, giảm ở trong cái pha eccentric và isometric, tức là mình giảm tốc độ ở quá trình mình đi xuống, ví dụ động tác squat ha, là quá trình cơ nó đang duỗi ra, thì đó là lúc mình đi xuống và lúc mình giữ. Tương tự ví dụ tập bicep curl mà muốn tập nó strength nhiều hơn, hoặc là tập chin up, pull up chẳng hạn, đu xà, thì cái pha nào là cái pha giãn cơ? Giãn cơ là lúc mình hạ cái người thấp xuống nè, thì mình phải làm chậm lại, mình làm chậm lại xong rồi xuống ở dưới điểm thấp nhất cùng mình giữ lại, xong rồi sau đó mình mới kéo mạnh lên, đó là ví dụ, được chưa? Hoặc là đẩy ngực, hoặc là push up chẳng hạn, đối với mấy bạn nữ có thể là chưa có đẩy được nhiều tạ thì dùng cơ thể thôi, push up. Thì lúc mà mình hạ cái người thấp xuống sàn á, là lúc mình eccentric cái cơ ngực, được chưa? Thì mình sẽ thực hiện chậm, xong mình xuống dưới điểm thấp dưới cùng giữ lại, xong sau đó đẩy mạnh lên. Đó là cách để chúng ta đọc và hiểu những cái thông số này. Rồi, hồi nãy mình cũng có nói về cái việc tăng giảm tempo cái tốc độ để nó kích hoạt thần kinh á, thì đây người ta cũng nói nè, ở đây cái việc mà thực hiện kiểm soát eccentric với isometric á, trong vận tốc chậm á, sẽ giúp cải thiện cái vấn đề về mô mềm, mô liên kết, connective tissue nè, và chuẩn bị hoặc là cải thiện cho hệ thần kinh nó được tốt hơn, chức năng thần kinh chuyển động tốt hơn,
Đó. Thì giống như thay vì mức tạ này, mình cảm thấy là mình, nhất là những bạn nam á, chúng ta sẽ có xu hướng là muốn lên nặng hơn, nặng hơn, nặng hơn. Nhưng mà cái vấn đề nặng hơn nữa, hồi chấn thương, thì thay vì đó mình nên chậm lại, mình đừng có ép cơ thể mình phải cứ nặng hoài, mà khi lên được một mức tạ mới, mình cố gắng thực hiện thêm rep hoặc là kiểm soát tempo trong lúc mình thực hiện. Để làm gì? Để cho những bên cạnh cơ thì còn có những cái mô mềm, mô liên kết nó còn phải thích nghi với mức tạ này. Rồi cái hệ thần kinh nó còn phải thích nghi với mức tạ này. Sau đó rồi mình mới lên tạ tiếp được. Đó. Thì nó mới hạn chế chấn thương và nó mới an toàn cho cơ thể. Rồi. Bởi vì sao ở đây? Bởi vì kỹ thuật luôn là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng nên một cấu trúc thích hợp cho chuyển động, và nó được xem như nền móng của chuyển động, từ đó mới hình thành nên strength và power, sức mạnh. Ví dụ như mình đang bị gối chụm, mình muốn fit cái gối chụm của mình bình thường mình tập 100 kg squat thì mình không tăng tạ nữa, mà mình có thể giảm xuống 80 kg squat và mình đeo cái band vào đầu gối để mình kích hoạt cơ mông, hoặc là mình đeo band vào đầu gối xong rồi mình squat xuống mình giữ để mình kích hoạt hệ thần kinh. Nên đôi khi mấy bạn hay thấy mình đăng cùng một video tập về chỉ có squat hoặc là deadlift, nhưng mà khi chúng ta hiểu những thông số này, chúng ta nhìn vào video đó, chúng ta có thể thấy là à, bữa nay nó tập này là nó đang tập cơ, còn bữa nay nó tập này nó đang tập hệ thần kinh, à bữa nay nó tập nó đang tập kích hoạt mô mềm gì đó, cải thiện mô mềm. À, nhìn vô cùng một động tác nhưng số rep số set khác nhau, cái biến thể khác nhau thì sẽ mang kết quả khác nhau. Đó là đó, thì các chương trình tập nó sẽ đưa cho chúng ta nhiều cái lựa chọn như vậy, còn áp vô khách hàng hoặc là áp vô chương trình tập của cá nhân thế nào á thì tùy mình, được chưa? Rồi tiếp theo, thông số tiếp theo là thời gian nghỉ. Thời gian nghỉ cũng theo bốn cái một hồi nãy: muscle endurance, stabilize ha, hypertrophy, maximal strength. Đầu tiên là 0 đến 90 giây. Hypertrophy là 0 đến 60 giây và maximal strength và power là 3 đến 5 phút. Rồi, 3 đến 5 phút. Đối với endurance và stabilization á, tại vì nó không có nặng và mình muốn duy trì sức chịu đựng của cơ trong thời gian dài, nên chúng ta nghỉ ít 1 phút hoặc 1 phút rưỡi thôi, hoặc ít hơn 1 phút rưỡi. Rồi tương tự hypertrophy cũng vậy, tác động chính vào cơ, tăng kích thước cơ, và mình phải duy trì được cái volume, cái tần số mình, tần suất mình tập luyện nhanh, chứ không có để cơ nghỉ quá lâu, chứ mấy nó sẽ bị dạ kiểu hệ thần kinh sẽ giảm kích hoạt, hoặc là cơ bắp nó bị nguội, nói nôm na là bị nguội chẳng hạn. Đó thì mình nên nghỉ trong vòng 0 đến 60 giây nè. Thì mấy bạn tập thể hình á quý nè, tập thể hình đừng có nghỉ bấm điện thoại lâu quá ha, nghỉ 1 phút thôi, tập vừa buông cục tạ xuống bấm đồng hồ 1 phút xong quay lại tập tiếp, hoặc là bấm đồng hồ 45 giây thôi, để nó vừa 45 giây xong mình lên mình cầm cục tạ là đủ 1 phút đó, tập vậy mới là tập. Rồi, còn ví dụ maximal strength và power nghỉ lâu hơn 3 cho đến 5 phút. Ai mà hết giờ tập giờ bấm điện thoại á thì tập kiểu này. Tại vì sao? Tại vì khi mình tập khối lượng lớn như vậy á, intense cao á, thì nó sẽ tổn thương cái hệ thần kinh. Cái cơ nó thì nó phục hồi rồi, nhưng cái hệ thần kinh nó phục hồi chậm, phải ngồi nó nghỉ tiếp. Nó phải ngồi nghỉ tiếp thì cái set tiếp theo á chúng ta mới thực hiện được nó đúng kỹ thuật và nó đủ tỉnh táo để thực hiện, để kích hoạt hệ thần kinh tiếp. Chứ chúng ta nếu nghỉ ít hơn 3 phút á thì sẽ không đảm bảo được chúng ta kéo được mức tạ nặng nhất hoặc là đẩy được mức tạ nặng nhất của khả năng của chúng ta. Còn nếu nghỉ lâu hơn thì cũng tương tự như hypertrophy thì hệ thần kinh bắt đầu mất tập trung và sẽ bị kiểu như giảm nhiệt độ cơ thể, khó kích hoạt hơn. Đó. Đó là ý nghĩa liên quan đến hệ thần kinh và thời gian nghỉ. Và bên cạnh đó,
cái thời gian nghỉ này còn liên quan gì nữa? Liên quan đến ba cái hệ năng lượng. Ba cái hệ năng lượng hôm trước chúng ta có học. Hệ năng lượng ATP-CP, con đường số 1, số 2. Nhớ không? Còn nhớ không? Con đường số 1 là con đường đây, 3 phút, 5 phút nè. Maximal strength hoặc power nè. Con đường số 1. Con đường số 2, glycolysis, phân ly giải đường. Đây, hypertrophy, nghỉ 60 giây nè. Và sinh ra acid lactic, gây mỏi cơ. Đó. Còn con đường số 3, oxy hóa, là con đường marathon rồi đó. Tập cardio. Thì ở đây, thời gian nghỉ liên quan đến cái việc gì? Liên quan đến cái việc là phục hồi năng lượng ATP. ATP, đó, ATP cũng như là hệ thần kinh. Trong thời gian nghỉ này, 20 đến 30 giây á, thì chúng ta phục hồi được 50% ATP. Từ 40 giây thì chúng ta phục hồi được 75%. Từ 60 giây thì chúng ta phục hồi 85-90%. Và 3 phút thì chúng ta phục hồi được khoảng 100%. 100% sức. Đó. Thì đây là một số thông tin về thời gian nghỉ để chúng ta có thể đưa vào cái lịch tập cho nó phù hợp. Ha. Rồi, tuy nhiên, đối với một số môn khác, ví dụ như đây là ở mức độ người tập bình thường thì họ nghĩ vậy. Nhưng một số bộ môn thi đấu chẳng hạn, powerlifting, weightlifting, Olympic chẳng hạn, thì để maximal strength hoặc là power, đôi khi họ phải nghỉ 15 phút hoặc 30 phút luôn thì nó mới đủ sức để nó phục hồi toàn bộ hệ thần kinh và cơ thể. Nhưng trong suốt thời gian đó họ phải giữ ấm được cơ thể chứ không phải là ngồi nghỉ không. Rồi, thời gian nghỉ ít thì sẽ có ít ATP, ATP được phục hồi hơn so với thời gian nghỉ dài. Rồi, ở đây đối với khách hàng mới đó, nói chung là cái việc nghỉ này để phục hồi hệ năng lượng cho cái set tập tiếp theo. Đối với khách hàng mới á, thì có thể dẫn đến fatigue. Fatigue là mệt mỏi. Mệt mỏi nói chung, toàn bộ cơ thể. Giảm kích hoạt thần kinh cơ nè. Rồi giảm cái việc tạo ra lực cũng như cái việc kiểm soát cơ thể. Đây. Rồi. Và có thể dẫn đến chấn thương nếu thời gian nghỉ không phù hợp. Thời gian nghỉ không phù hợp có thể dẫn đến giảm performance và chấn thương. Ngược lại, đây là trường hợp thời gian nghỉ ngắn. Thời gian nghỉ ngắn có thể gây những cái việc này. Thời gian nghỉ ngắn ở trong cái đoạn này đang nói đến việc thời gian nghỉ ngắn cũng dẫn đến chấn thương. Và thời gian nghỉ dài cũng dẫn đến chấn thương. Nghỉ quá ngắn hoặc nghỉ quá dài đều dẫn đến chấn thương. Nghỉ quá ngắn thì cơ thể chưa phục hồi kịp. Còn nghỉ quá dài thì hầu như là do bị giảm nhiệt độ cơ thể nè, cũng như là giảm cái khả năng điều khiển của hệ thần kinh, làm cho động tác mất chuẩn của kỹ thuật, thì dẫn đến nguy cơ chấn thương. Từ đó người ta mới rút ra cái câu là nên chọn cái thời gian nghỉ phù hợp cho cái bài tập của mình, cho từng đối tượng. Rồi, đây là những yếu tố về thời gian nghỉ. Một số cái yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nghỉ như là kinh nghiệm tập luyện, rồi mức độ intense, rồi short rest period. Cái này là cái gì ta? Rồi cũng như là khối lượng cơ mà cơ thể có cũng ảnh hưởng đến thời gian nghỉ nhiều hay ít. Nên mới nói là thời gian nghỉ của mỗi người á, mỗi khác. Mà đôi khi chính cái người tập á, phải hiểu đi về cơ thể của mình. Khả năng chịu đựng thời gian nghỉ. Rồi. Rồi. Nên khi mà ai đó hỏi là tập như thế nào hoặc tập
bao lâu, nghỉ bao lâu hay gì đó. Thì bản thân người huấn luyện viên chúng ta phải lên cái chương trình xong, sau đó chúng ta phải nhận cái feedback từ khách hàng, coi họ nghỉ nhiêu đó đủ chưa, tập bao nhiêu đó set, bao nhiêu đó rep, thì bao đến mức set, mức rep nào thì họ bắt đầu không còn chuẩn kỹ thuật nữa, hoặc là sau đó họ vẫn còn thấy họ dễ dàng thực hiện quá, thì từ đó chúng ta mới thay đổi cho nó phù hợp. Và chúng ta cũng nên hướng dẫn cho người tập luyện á, hiểu được cách cách đọc những cái thông số này, cũng như cảm nhận cái cơ thể của họ, để họ tự biết là khi nào cần nghỉ và tập bao nhiêu hoặc bấy nhiêu. Tại vì không ai hiểu cơ thể của mình bằng chính bản thân mình, kể cả người huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng vậy. Rồi, bên cạnh đó còn yếu tố gì nữa về level fitness, về mục tiêu tập luyện, về chế độ dinh dưỡng, cũng như thời gian nghỉ, cũng như chế độ nghỉ ngơi. Ok. Ví dụ đối với một số người làm công việc stress quá thì không thể nào ép họ tập cường độ cao quá liên quan đến kích hoạt motor unit nhiều, hay là bắt họ tập rồi thời gian nghỉ ít quá chẳng hạn, đôi khi họ phải cần nghỉ nhiều hơn so với người bình thường. Đó. Rồi, những yếu tố nói bên trên là sẽ được gộp chung gọi là volume. Ha. Người ta hay nói volume là yếu tố quyết định cho một cái chương trình tập. Tức là đọc vô cái volume này sẽ biết người này đang tập kiểu gì. À, tập phát triển cơ hay tập sức bền hay tập sức mạnh hay tập cái gì đó. Đọc vô sẽ biết. Thì cái volume này cần cái gì? Cần đảm bảo được cái việc mà thiết kế để tăng hiệu suất tập luyện, cải thiện sức khỏe, cải thiện và đạt được mục tiêu của họ, nhưng tránh overtraining và tránh chấn thương. Ha. Lúc nào cũng có hai vế, không nào một vế ha, hai vế, một bên có lợi, một bên có hại. Có lợi là gì? Tập trung vào việc đạt được mục tiêu, cải thiện sức khỏe, perform. Và cái vế còn lại, nhưng phải hạn chế được cái việc quá stress và overtraining. Đó. Thì giống như câu hỏi nãy của Hạnh đó, thì tập bao nhiêu buổi rồi áp cho cái của mình cho người ta tập có được hay không, thì câu trả lời là chưa biết đó. Phải tùy coi công việc, coi mức độ họ tập như thế nào, rồi có bị stress cơ thể nhiều quá hay không mình mới quyết định được. Thì những yếu tố này dựa trên cái gì? Dựa trên họ đang ở phase nào, mục tiêu như thế nào, tuổi như họ như thế nào, khả năng chịu đựng, rồi khả năng phục hồi, rồi chế độ dinh dưỡng, rồi lịch sử chấn thương, rồi căng thẳng trong cuộc sống, công việc, gia đình gì kia đó. Giống như nhiều đứa nay mới chia tay vô tập không nổi thì đừng bắt tập nặng, tập nhẹ thôi chẳng hạn vậy, hoặc mới cãi lộn với bộ chẳng hạn vậy đó. Trời, PT cần rất là nhiều kỹ năng nha. Rồi đây đây là cái bảng để mình dễ nhớ về những cái thông số ở trên nãy mình mới đọc qua mấy cái chữ kia. Nếu mà bạn nào thấy chữ ngán quá thì chúng ta nhớ cái, hoặc chụp cái bảng này lại, chụp cái bảng này lại lưu về, rồi ví dụ lúc mà viết chương trình hoặc là tập hay gì đó cứ mở cái hình lên coi để mình biết là tập bao nhiêu thì đủ. Còn những cái chữ kia nhiều á, để nó giải thích cho từng cái thông số này, khi mình hiểu nó như thế nào rồi thì bây giờ chúng ta đọc vô cái bảng này ta mới hiểu. À, tập cái này mức phase 1 đây thì là 12 20 rep. À, đọc vô hiểu đó, kiểu như vậy. Rồi. Rồi. Một trong những yếu tố mà quan trọng nhất, một trong những concept quan trọng nhất đó là volume. Nằm lòng câu này ha. Volume luôn nghịch nghịch đảo với lại intense. Volume luôn nghịch đảo với intense. Rồi. Nên sau này á, hôm trước mình có trong group của mình học thì có một cái idol viết một chương trình tập á, là 80% 80% thực hiện 10 12 rep, thì đọc vô là biết nó tào lao liền. Tại vì không thể nào mà 80%
mức này á mà tập 12 rep được, 10 12 rep được. Tại vì nếu bạn thực hiện được 10 12 rep thì intent nó không có ở đây đâu, nó tuốt như này. Nó 3 4 hoặc là 5 6 thôi. Đó, mình nhìn vô mình phải đọc, mình hiểu được cái vấn đề đó. Thì để mình tránh gặp mấy cái tào lao. Ở đây ví dụ như người tập luyện 90% maximal thì cái tổng volume của họ thực hiện là khoảng 30 rep, thì ở đây là sao, họ thực hiện 6 set của 5 rep, 6 set 5 rep đó, thấy không? 90% thì họ không thể nào thực hiện nhiều hơn cái số rep này, và họ đang đẩy cái mức set cao lên để thích nghi cái hệ thần kinh. Còn nếu họ thực hiện mức 60% của maximal set maximum đó, rep max đó, thì cái volume nó sẽ cao hơn. Volume sẽ từ 36 đến 60 repetition. Tức là sao? Tức là 3 set. 3 set của 12 hoặc là 20 rep. Tổng lại 12 x 3 là 36 hoặc là 20 x 3 là 60. Đó, tức là một bên volume liên quan đến set và rep, và một bên là intense. Khi chúng ta nghe nói volume thấp có nghĩa là volume thấp thì tự động mình hiểu là intent nó cao rồi đó, là bữa nay là tập nặng đó. À, nên khi đọc vô một cái lịch tập nói thấy bữa nay tập mà số rep ít quá là nói à bữa nay tập mệt á. Còn nếu mà đọc vô số rep cao 10, 12 thì à mức tạ này không phải quá suy nghĩ nhiều về nó thuần về cơ nhiều hơn. Rồi. Training. Training với cường volume cao thì sẽ đáp ứng mục tiêu hypertrophy, tăng kích thước cơ cũng như fat loss, giảm mỡ. Và ngược lại, tăng intent, conversely, tăng mức intent cao thì sẽ cải thiện về hệ thần kinh, thích nghi của hệ thần kinh, maximal strength và power. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về frequency. Frequency này tức là tập bao nhiêu buổi một tuần, tập bao nhiêu buổi một tuần, hoặc là buổi tập đó nên kéo dài trong bao lâu. Rồi thì nó dựa vào những yếu tố nào, và mục tiêu, tuổi, sức khỏe tổng quát, khả năng chịu đựng, chế độ dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi, phong cách sống, ở đây là sống healthy hay là sống về đêm chẳng hạn, hoặc là rồi những yếu tố về stress. Thì đối với khách hàng mới, những người mới tập đó, thì nên tập toàn bộ body, toàn bộ body khoảng 2 lần tuần, đây là recommend của người ta ha, sống về đêm. Ừ đó, sống về đêm đang là ý là cuộc sống có lành mạnh hay không đó, ở chỗ lifestyle sống có lành mạnh hay không thì nó cũng ảnh hưởng đến frequency với kết quả tập. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tìm hiểu mọi thứ liên quan về khách hàng. Rồi, tuy nhiên những người bodybuilder tập thể hình có kinh nghiệm với mục tiêu là tập luyện cho từng cái nhóm cơ nó phát triển tối đa về độ phì đại á, thì có thể họ tập theo kiểu split routine 6 buổi một tuần. Split routine này tức là ngày ngực, ngày chân, ngày lưng, ngày bụng, ngày tay, ngày vai đó, liền miễn sao trong suốt một tuần đó người ta tập đủ toàn bộ cơ thể. Nhưng một nhóm cơ đó họ đi volume rất cao, tức là nhiều bài tập liên quan đến cái cơ đó và số rep rất là cao để và mức tạ vừa để cho họ bơm được cái cơ đó tối đa về mặt kích thước. Rồi đây, mỗi phần cơ thể họ có thể tập 2 lần, đây tới 2 lần một tuần với số lượng lớn volume mỗi set đó, số lượng lớn volume mỗi set specific training. Rồi rồi còn nếu chúng ta hoặc là khách hàng là người tập bình thường thì nói với đối với trường hợp ở đây trước đi,
Cái trường hợp nếu như muốn cải thiện được về mặt sức khỏe và sức mạnh của mình á, thì chúng ta nên tập 3 đến 5 lần một tuần là ok. Nên hồi nãy chúng mình có hỏi các bạn là tập bao nhiêu lần một tuần thì được ha, thì 3 đến 5 lần là ok, hoặc là 3 đến 4 tùy theo lịch làm việc, tùy theo mình thấy khỏe hay mệt chẳng hạn vậy. Còn đối với những người mà tập thấy người mình ok đó, giữ thôi cũng được, thì chúng ta tập 1 đến 2 lần một tuần cũng được. Đây, tập từ 1 đến 2 lần một tuần. Nhưng lưu ý 1 đến 2 lần một tuần vẫn vậy, tập thì mình nói là tập cho ra tập. Tập thì phải 100% sức cho buổi tập đó. Rồi xong mình ok mình nghỉ. Thì mình sẽ vẫn duy trì được thể chất, rồi mặt sinh lý của mình cũng như cái performance mình nó không có bị giảm sút. Đó. Rồi. Đây là cái bảng về volume. Bảng về volume. Khả năng thích nghi volume. Volume cao thì intent thấp hoặc là trung bình. Tăng về cái chất của sợi cơ, tăng về các dịch ở trong cái mô cơ đó. Cũng có tăng cường chuyển hóa thì nó cũng giúp đốt calo, cũng có giúp đốt calo. Chỉ cái bất lợi của cái hypertrophy là ở chỗ nó làm tăng cái trọng lượng, nhưng mà đối với người đang giảm cân họ rất là nhạy cảm với việc tăng trọng lượng nên họ sẽ cảm thấy tập hoài không xuống. Ừ. Nên cần lưu ý chỗ đó ha. Nên chúng ta tập hypertrophy nhưng không có nghĩa khách hàng cũng cần tập hypertrophy. Rồi, low volume. Volume thấp thì intent cao. Intent cao thì sẽ làm gì? Tăng được cái khả năng phát lực, tăng được khả năng kiểm soát motor unit cũng như là đồng bộ các motor unit. Rồi. Training duration. À, frequency nãy mới là tập bao nhiêu lần một tuần, còn cái duration này á thì mới là cái buổi tập nên kéo dài bao lâu? Nên kéo dài bao lâu? Và giống như tập bao nhiêu tuần, bao nhiêu buổi trong một tuần, một tháng gì đó. Ở đây training duration là cái khung thời gian chúng ta tập để hoàn thành một buổi tập, ví dụ 60 phút, 90 phút hoặc là 2 tiếng, 3 tiếng gì đó tùy mỗi người. Thì là training duration. Rồi, hoặc là thời gian. À. Có thể chúng ta sẽ dừng ở đây. Bài này chúng ta phải học hai buổi, buổi hôm sau về cách lên chương trình tập. Bữa nay về các yếu tố của một cái chương trình tập trước. Tại chúng ta còn có 1 phút thôi. Có các bạn nào có thắc mắc thì gửi câu hỏi vào group ha. Ok. Oh my god, finally done. Chờ em mừng quá ha Hành. Em mừng vì lớp đã xong à. Rồi mọi người nếu có thắc mắc gì thì nhắn vào group ha. Hôm nay chúng ta học đến đây. Một số. Hôm nay cố gắng hiểu rep là gì, set là gì, volume, tempo, resting chẳng hạn, intent là gì, cách vận hành, cách sử dụng, cách đọc nó như thế nào là ok. Ba mọi người. Ok.